Bộ lễ thượng thư chính là bộ trưởng giáo dục. Thị lang chính là thứ trưởng. Nó có tả hữu hai vị thị lang, nghĩa là có hai vị thứ trưởng. Như ngày nay nói, một người là chánh vụ thứ trưởng, một người là thường vụ thứ trưởng, tức là hai vị thứ trưởng. Tể tướng khi bận công việc nên không thể chấp sự, thì lễ bộ thượng thư thay thế. Từ những chế độ ngày xưa này, quý vị quan sát tỉ mỉ mới thấy rằng trong truyền thống chính trị Trung Quốc đã đem giáo dục xếp ở vị trí hàng đầu. Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Nói cách khác, toàn bộ chính trị là vì để phục vụ cho giáo dục. Nền trị an lâu dài của quốc gia này, xã hội này trong mấy ngàn năm là nhờ có nền chính trị vì giáo dục này. Điều này chúng ta không thể không biết. Còn chính phủ hiện nay, nhà Thanh mất nước đến cận đại này, xã hội cận đại trên toàn thế giới không còn bàn đến giáo dục nữa. Đem kinh tế của cải xếp lên vị trí đầu tiên. Tất cả đều làm gì? Phục vụ cho kinh tế, cho của cải. Giáo dục cũng trở thành vì họ mà phục vụ. Mạnh Tử nói rất hay: lợi là điều mà con người nhất định tranh giành. Đem lợi ích đặt ở hàng đầu, tất cả vì lợi mà phục vụ. Đây là văn hóa của người Tây Phương cạnh tranh. Cạnh tranh mà cao hơn nữa là đấu tranh. Đấu tranh cao hơn nữa là chiến tranh. Đây là một con đường hủy diệt. Còn giáo dục là đường sống. Quý vị xem Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương. Lương Huệ Vương thời đại Xuân Thu chiến quốc cũng coi trọng danh lợi. Tuy giáo dục không sơ suất, nhưng đã rất coi trọng lợi. Mạnh Tử nói với Lương Huệ Vương: thượng hạ giao chinh lợi, kỳ quốc nguy hỷ. Thượng là quân vương, hạ là nhân dân, mọi người đều tranh lợi thì quốc gia này sẽ nguy hiểm. Bây giờ chúng ta thấy trên địa cầu này có quốc gia nào mà không tranh lợi? Quốc gia nào không đem lợi ích đặt ở hàng đầu? Nên trên thế giới này, người có chí, các nhà khoa học và các nhà triết học đưa ra cảnh báo: nếu không thể khắc chế dục vọng của chính mình, cứ để nó phát triển không hạn chế, thì thế giới này cuối cùng cũng bị hủy diệt. Đây là lời chân thật. Thượng hạ giao tranh lợi, địa cầu nguy hỷ. Đây không phải là quốc gia, mà là địa cầu gặp nguy hiểm. Toàn bộ địa cầu đều biến thành như vậy. Nhân nghĩa đạo đức không còn. Giáo dục của người xưa dạy điều gì? Giáo dục của Khổng Mạnh chính là dạy nhân nghĩa.
giúp xã hội đương đại và xã hội trên toàn thế giới thực sự có thể quay đầu, có thể hướng thiện. Thập niên 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh là người đầu tiên đề xuất. Ý ông ta nói, cứu vãn vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Học thuyết Khổng Mạnh nói về điều gì? Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa. Phu tử chi đạo, trung thứ nhi dĩ hỷ. Chúng ta thực hành hai câu nói này thì vấn đề xã hội trên thế giới thực sự có thể giải quyết. Nhân giả ái nhân là Khổng Tử đề xuất, nghĩa là nói về lý, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nghĩa giả tuần lý, con người có thể yêu thương con người có thể nói lý lẽ, xã hội sẽ êm ấm. Xã hội ngày nay, người Đông Phương lãng quên giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Người Tây Phương lãng quên giáo dục tôn giáo. Đại khái khoảng 200 năm nay, mới tạo thành hiện tượng này. Không thể trách bất cứ ai. Ở đây có nguồn gốc lịch sử, là vấn đề của nhiều thời đại, nên dùng đạo trung thứ của Khổng Tử để giải quyết vấn đề này chắc sẽ có hiệu quả. Trung là gì? Trung là thành ý, là chân thành. Trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là chân thành. Thứ là tha thứ, vì không tiếp thu giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, nên họ có rất nhiều vấn đề như suy nghĩ sai lầm, làm việc sai lầm. Bất luận là làm việc sai thế nào, tạo tội nghiệp nhiều đến đâu thì cũng nên tha thứ cho họ, không nên truy cứu nữa. Trong Luận Ngữ nói, thành sự bất thuyết. Quá khứ cũng đã qua rồi. Toại sự bất gián, ký vãng bất cửu. Bất luận là làm việc gì cũng không truy cứu, cũng không dùng hình để xử phạt. Hy vọng từ nay về sau, học tập tốt giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, như vậy là tốt. Nếu ta truy cứu, những người làm việc sai trái này, họ không cam tâm chịu phạt, họ cùng nhau đoàn kết lại, thì xã hội sẽ động loạn, nhất định phát sinh chiến tranh. Nên tất cả những việc sai lầm trong quá khứ không nên truy cứu. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn nói mấy câu về tình huống xã hội hiện nay. Tiền nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô khẩu ngữ giả, thù vô quái giả. Tại sao không nên trách cứ người hiện tại? Vì người đi trước của họ vô tri, cha mẹ họ không có tiếp nhận nền giáo dục. Nếu truy cứu những người đi trước thì ông bà họ cũng chưa tiếp nhận, thậm chí ông bà cố của họ cũng không tiếp nhận giáo dục, ông bà cao tổ của họ cũng không hiểu. Nên tiếp tục truy cứu thì ít nhất cũng truy cứu đến 7-8 đời, truy cứu tiếp đến 200 năm trước,
thời đó đã sơ suất việc giáo dục, làm sao có thể trách người bây giờ? Nên thông cảm và khơi dậy tâm lành của họ. Ngày nay không phải nơi nào phát sinh vấn đề, mà tâm của con người có vấn đề. Tâm con người hư hoại. Trong Phật Pháp nói chánh niệm, chánh tư duy nay không còn nữa, toàn là tà niệm, tà tư duy. Đã biến thành như vậy thì không nên truy cứu nữa, nên tha thứ cho họ, nên thương xót họ, vì không phải là sai lầm của họ. Sai lầm này là do lịch sử tạo thành. Bây giờ chỉ cần quay đầu là được, quay đầu là bờ. Việc trong quá khứ không nên truy cứu. Xã hội sẽ an ổn và phục hồi trở lại bình thường. Điều này phải dựa vào giáo dục. Nhất định phải dùng phương pháp dạy học. Tôi kiến nghị những vấn đề này. Nghĩ đến những vấn đề này cũng đã 20-30 năm nay rồi. Tôi thấy một vài quốc gia rất động loạn, không ổn định. Lãnh đạo của họ cũng từng nói chuyện qua với tôi, hy vọng xã hội an định, xã hội phồn vinh. Nhưng khi đưa ra vấn đề, ông ta luôn đem xã hội phồn vinh để lên hàng đầu, đem xã hội an định để lên hàng thứ hai. Đưa ra hai vấn đề này cũng xem là không tệ. Tôi nói với ông ta, xã hội phồn vinh nên đứng hàng thứ hai, an định mới là thứ nhất. Nếu đã an định thì các xí nghiệp trên toàn thế giới đều muốn đến đầu tư, giúp kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Vì sao người ta không dám đến? Vì xã hội không an định. Nên mọi người không dám đến. Nên xã hội an định đặt ở hàng đầu mới đúng. Nếu đem của cải lên hàng đầu, chắc chắn xã hội sẽ động loạn, mà còn tạo thành nhiều tệ nạn, cuối cùng không cách nào thu phục được. Giáo dục dạy điều gì? Phải tìm lại giáo huấn của tổ tông, rất lợi ích. Ngạn ngữ xưa có câu, không nghe lời người lớn, thiệt thòi ngay trước mắt. Giáo huấn của thánh hiền, giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, giáo huấn của các bậc thần thánh trong tôn giáo rất hữu ích. Vì thế quốc gia nên có một đội ngũ, nhân số không cần nhiều, 50-60 người là đủ, bồi dưỡng những vị thầy này. Họ chuyên dạy về luân lý, về đạo đức, về nhân quả, về giáo dục tôn giáo. Mỗi ngày trên đài truyền hình, đài truyền hình chuyên môn dành 1-2 kênh phát sóng suốt 24 tiếng đồng hồ về vấn đề này. Tôi tin rằng số người nghe sẽ rất đông. Dùng cách này để giáo dục con người trong xã hội thì một năm xã hội sẽ an định, thiên hạ sẽ thái bình. Kiến nghị này của tôi có đề xuất ở Liên Hiệp Quốc.
Bản nháp này của tôi vẫn còn, trong này đều có. Đáng tiếc không có người thực hành. Trừ phương pháp này ra thì nghĩ không ra phương pháp nào tốt hơn nữa. Suy nghĩ này của chúng tôi là có căn nguyên, không phải tự mình suy nghĩ lung tung. Trong lễ ký, học ký của các bậc thánh hiền có câu: kiến quốc quân dân giáo học vi tiên, kiến quốc quân dân tu thần vi bổn giáo học vi tiên. Chỉ cần 50-60 vị thầy giáo là có thể cứu được quốc gia, có thể cứu được thế giới. Không phải là việc khó. Mọi người nghe rồi cảm thấy có lý, cũng rất thích, nhưng không dám tin tưởng. Điều này thật có thể làm được chăng? Chúng tôi cũng vì vấn đề này mà đã làm thí nghiệm. Năm 2006, 2007, 2008, 3 năm này, chúng tôi chọn tiểu trấn Thang Trì Lô Giang An Huy làm thí nghiệm, làm đã thành công. Báo cáo rất tường tận ở Liên Hiệp Quốc. Giáo huấn của người xưa đối với xã hội ngày nay rất hữu ích, vô cùng hữu ích. Một số người đời không tin, nhưng đệ tử Phật tin. Đệ tử Phật học qua giáo dục nhân quả. Thiện nhân được thiện quả, ác nhân bị ác báo. Nhân quả báo ứng không sai chút nào. Đây là thật, không phải giả.